nay là ngày ngày rằm, nên ở trong có rất nhiều người đi cúng, và bên kia thì có hủ tiếu Tân Hưng, hủ tiếu rất là lâu năm mà. Ở đây bò nướng, thịt nướng. Và ngày hôm nay cũng chỉ còn sót lại những cái rau cải, cà, chanh, một vài cái sạp nhỏ nhỏ thôi. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là con đường rất thân quen nhưng rất là lạ, đó là bến Trương Dương. Bến Trương Dương ngày hôm nay nhìn thấy khung cảnh mới, một sắc thái mới, một diện mạo mới. Cánh bên phải chúng ta đó là một dãy nhà đồng kiến trúc ngày xưa, có kiến trúc rất là cổ kính. Và nhánh bên trái là một cái bờ kè cặp bên sông, và ngày xưa đó là một cái dãy nhà mà ngày nay không còn nữa, và đó lấy những hình ảnh của một cái bến Trương Dương mới, đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Và trước mặt chúng ta đó là cái building bên chợ Hãng Phân đó, đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4. Và bên đây là quận 4 nè, thẳng cái trục đường này là xuống cầu Ca Mét và đến đường Đoàn Văn Bơ nè. Chúng ta đang đứng ở trên cầu Ca Mét, và chúng ta nhìn ra sông Sài Gòn cặp theo dòng kênh Bến Nghé. Phía trước đó là cầu Móng, và thẳng bên kia là bến Bạch Đằng. Và hành trình ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước đi đến cái bến Trương Dương thông qua hai địa chỉ là 288 bến Trương Dương và chợ ngôi chợ gà, chợ trái cây ngày xưa đó. Thì hành trình hôm nay ta bắt đầu từ trên cầu Ca Mét này ha. Ta thấy những hình ảnh của chiếc xích lô, của chú chạy xích lô, ngày xưa đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì xe xích lô chỉ là cái phương tiện du lịch thôi. Và cây cầu Ca Mét ngày hôm nay có một cái sự đổi thay, đó là có cái bậc thang để chúng ta đi xuống cầu nè, đi xuống đường Bến Trương Dương, ngày xưa thì không có. Và bên kia cũng có một cái hướng lên, nếu chúng ta đi từ đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây qua quận 4, chúng ta đi xuống cầu ha. Trên cầu nhìn thấy canh cây xanh bóng mát, xe chạy. Bữa nay Sài Gòn trời rất là đẹp, rất thích hợp cho những cái hoạt động dã ngoại, và trong đó có hoạt động quay phim, hoạt động đi vòng vòng Sài Gòn, chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì chúng ta đi ăn sáng ha, ở chợ nhỏ, rồi đi vòng vòng vô chợ nhỏ, rồi trưa nay thì rảnh rỗi mà bà con cùng đi một vòng bến Trương Dương với em ha. Chúng ta đang đứng ngay giao lộ bến Trương Dương và Ca Mét, và nơi đây có hẻm số 1 Ca Mét, phía sau cái nhà bằng vàng này nè, nhà bằng vàng này nè ha, phía sau này là hẻm số 1, và đây cũng có rất là nhiều nhà của chú anh chị nè, như nhà 88 nè, rồi nhà 60, 80. Đợi mình đợi bắn xe mình qua đường ha. Theo chiều hướng này thì xe từ trong hầm Thủ Thiêm chạy lên những xe ở bên quận 2 hoặc là ở Vũng Tàu, họ chạy qua hầm Thủ Thiêm và đến đây. Rồi bây giờ mình sẽ qua đường.
ở đây có cái vạch qua đường. Chúng ta đi một vòng, một dọc cái đường Bến Trương Dương này để xem những hình ảnh của ngày hôm nay nó như thế nào. Và đương nhiên nó sẽ rất là khác lạ đối với cô chú anh chị đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay mình có dịp mình nhìn lại. Và phía trước mặt chúng ta đó là giao lộ Ký Con và Võ Văn Kiệt, cũng là Ký Con và các Bến Trương Dương. Ở đây có cái cửa hàng bán hàu, những con hàu, hàu ở Cần Giờ, đặc sản Cần Giờ đó. Các anh chị bạn có ai thích ăn đặc sản Cần Giờ thì lại đây ha, số 100 Võ Văn Kiệt. Và con đường Ký Con ngày hôm nay rất là trống trải, và những dãy nhà vẫn còn như xưa, những dãy nhà đồng kiến trúc, dãy chung cư nè. Và chúng ta đi đây là số 100 rồi, lúc nãy 100 là mình đi tới 288, là mình sẽ đi mấy chục căn nhà nữa thôi. Ở đây có cái cửa hàng bán nước đá đó. Ở Sài Gòn, ở Việt Nam thì không có tuyết nên thành ra nước đá bán rất là chạy, bán rất là nhiều, bán rất là đắt. Hầu như quán cà phê nào cũng có xài nước đá, quán nước nào cũng xài nước đá và nhà nào cũng uống nước đá. Ngoài về cầu Duy thằng nào? Cầu Duy anh đi thẳng luôn anh. Rồi có cầu Duy anh để ý, có cầu Duy. Và đây là số 126 rồi. Mình đi tới một tí nữa là đường Yassin, đầu đường Yassin là chợ chợ cũ đó, ô chợ trái đó, chợ cầu Ông Lãnh. Hôm nay trời thật đẹp. Chúng ta nhìn ra cái cung đường dọc theo kênh Bến Nghé nè. Hình ảnh rất là trống trải và cây mát, hoa, một cái đại lộ lớn nhất nhì Sài Gòn. Và chúng ta đến đây là 154 Võ Văn Kiệt. Số nhà rất là lớn mà. Và nhà này là kế bên cái ngôi chùa, chùa Bà. Một hình ảnh rất là quen thuộc. Hôm nay là ngày ngày rằm, nên ở trong có rất nhiều người đi cúng. Đây là số 158 rồi. Và chúng ta đến đây là giao lộ Yassin và Võ Văn Kiệt nè. Ở đây mình thấy có cái dãy nhà rất là xưa nè. Và bên kia thì có hủ tiếu Tân Hưng. Hủ tiếu rất là lâu năm mà. Nguyên dãy này người ta bán đồ đồ nhựa đó, rồi nhang đèn, rồi hoa, trái cây, những cái chợ ven đường đó. Và chúng ta men theo cái hình ảnh của ngôi chợ chợ ngày xưa nè, chợ trái cây, chợ gà ngày xưa nè. Ở đây thì có một căn nhà rất là nhỏ, có những cái con hẻm đi thẳng vô chợ đó.
thấy ngôi chợ ngày xưa đã không còn, và bây giờ là một cái lối đi bộ rất là rộng và có những tán cây rất là mát. Các bạn thấy con hẻm và đâu đây có một căn nhà phải nói là rất là nhỏ. Nhìn lại những dãy nhà xưa của mình ở đây buổi tối thì có quán quán này cũng rất là đông nè, quán món nướng Mỹ và bia, món ồ trụt, quán ồ trụt. Đây bò nướng, thịt nướng. Đó, nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Và bên kia là dòng kênh Bến Nghé, và bên kia nữa là bến Vân Đồn. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Biết đâu trong những hình ảnh này cô chú lại bắt gặp những người quen và những cái ký ức tuổi thơ một thời đã gắn bó với khu này, khu chợ cầu Ông Lãnh này. Và nơi đây là số 184. Không biết số 288 bây giờ là số mấy nữa. Mà ở đây là số 182 và số cũ là 134. Một số hình ảnh ở ngôi chợ gà, chợ trái cây gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn ngắm lại một hình ảnh của ngôi chợ rất là thân thương. Và ngày hôm nay vẫn chỉ còn sót lại những cái rau cải cà chanh, một vài cái sạp nhỏ nhỏ thôi, cặp nhỏ nhỏ ven đường. Đó, một hình ảnh rất là sơ sát. Và mình nhìn qua đây đó là cái đường Nguyễn Thái Học. Và ngày hôm nay dưới gầm cầu Ông Lãnh, người ta đã quy hoạch lại một số cái hạng mục như là mở rộng cái bề mặt cầu và trồng hoa, rồi làm những hàng rào. Hôm nay chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chú chạy xích lô, chú ngủ nè. Ở dưới gầm cầu, ở dưới đây rất là mát nha. Bên kia là ngôi chợ, đường vô chợ trái đó. Và bên đây là ngôi chợ cá ngày xưa nè, bán rất là nhiều cá rồi thịt rau củ quả, nhưng mà ngày nay thì không còn nhiều nữa. Định đi hết cung đường này đến cái số 288 bến Trương Dương, nhưng mà hơi xa, nên thành ra cái video đó chắc hẹn gặp lại trong lần sau nha. Và bây giờ nếu xa quá, thời gian nó dài quá, các anh chị xem chán,
Rồi, số hình ảnh ở cung đường Bến Trương Dương và địa chỉ ngôi chợ trái ngày xưa và chợ trái cây, chợ gà. Gửi cô chú anh chị và các bạn, nếu mà cô chú anh chị có những hình ảnh về ký ức ngày xưa đó, cho em xin cái comment ha. Thì vì em cũng biết ngày xưa là như thế nào, mà khi em biết thì ngôi chợ gà đã không còn rồi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái hẻm 288.